Hello anh em, chào anh em quay trở lại kênh của mình nha. Thì ngày hôm nay là ngày thứ nhất và cũng như là tuần thứ hai từ khi mà con Minato xuất hiện rồi. Thì cũng đang có cái event mới anh em. Thì ngày hôm nay mình sẽ review event và cũng như là tư vấn cho anh em là cách chơi như thế nào. Rồi sau đó chúng ta sẽ cùng xả cuộn để mà kiếm thêm Minato để tứ nha anh em. Rồi đập vào mắt chúng ta là nguyên cái cục xúc sắc luôn anh em ơi. Này xúc sắc đợt này thì để coi quà như thế nào nha. Ây chà, ế ấy cụ ma nữa nè anh em. À, 500 nhét chúng ta được thêm một cụ ma nữa ha. Thì mình thấy hiện giờ anh em kiếm copy của cụ ma như thế này cũng khá là ok anh em. Khá là ok, nếu mà anh em đợt này anh em xả xúc sắc thì cũng khá là ổn đấy. Đợt này để mình coi là có nên xả hay không anh em. Bởi vì xúc sắc của mình đó hiện giờ đang có là 160 mấy thôi, đi được chắc cỡ một vòng, gần một vòng. Đó, chắc chắn chúng ta phải nạp cũng như là mua thêm rồi ha. Nhưng mà anh em nên nhớ cái sự kiện là Tết Nguyên Đán cũng gần tới rồi. Nên là mình nghĩ đợt này nếu mà anh em không có dư tài nguyên cho máy á thì mình nghĩ anh em nên tích đi. Bởi vì cái sự kiện Tết Nguyên Đán thì chắc chắn là nó sẽ ngon hơn những cái sự kiện bình thường như thế này rồi ha. Rồi cái thứ hai nữa, đó là cái đại tiệc táo quân anh em. Để coi coi mấy cái rương coi. Ú chà. Itachi Susanoo. Rồi cái đào xuân nằm ở 1300 điểm anh em. Ui chà ơi mắc. Hồi đó mình nhớ là nó nằm ở cái móc đầu anh em. Thấy anh em chơi nhiều quá là nhà phát hành họ đẩy lên tới cái móc 1.300 anh em. Đợt này thì mình thấy mấy cái móc này tới cái móc 2.000 thì nó cũng khá là ok. Nhưng mà chúng ta chỉ dừng ở cái mức cái bảo vật lòng đèn thôi. Muốn VIP hơn nữa thì anh em phải nạp tới gọi là cái 6.000 anh em. Chúng ta được cái tam nguyệt lưỡi hái nè. Cái tam nguyệt lưỡi hái này được cái thì nó sẽ có công chí mạng, xét thương chí mạng và cũng như là nộ anh em. Cái này gắn cho cụ Madara rất là thích hợp anh em, dành cho những ông nào chơi theo kiểu là nộ đầu tiên á. À cái này hơi bị ngon nha anh em. Được cái thì bị cái là nó không có rồi là miễn chống thôi, nên là đây là một con dao hai lưỡi nhưng mà thật sự ra nó là ba lưỡi nha anh em. 1 2 3. Rồi tiếp theo nữa thì cái móc cuối đó là 13.500 điểm anh em. Dạ gần đây là hạ điểm rồi, mình thấy là có hạ điểm rồi ha. Hiền nhân Fukasaku. Đâu để coi coi hệ sát thủ đây anh em. À ơi xa ơi, cái này quá xịn luôn anh em. Cái này gắn cho cụ là tuyệt vời luôn á. Kháng hóa đá, nhưng mà chúng ta kiếm cái nào mà kháng câm lặng á anh em. Kháng câm lặng đồ các thứ cho nó dễ ha. Bởi vì chúng ta chỉ cần kháng câm lặng thôi. Còn hóa đá với lại đóng băng thì hên xui. Rồi có nộ nè. Rồi cũng như là xuyên thủ là tăng công được cái thứ anh em. Cái này gắn cho cụ Madara thì thôi quá rất là tuyệt vời. Nhưng mà vẫn chưa bằng cái đại kình đao anh em. Đại kình đao đây. Rồi, đại kình đao là tuyệt vời nhất, perfect nhất cho cụ luôn anh em. Công, tốc, 100 nộ nha anh em, cái này là 100 nộ nha. Miễn chống 50, 35% sát thủ, chí mạng cho dành cho sát thủ nè. Cái này là tuyệt vời nhất cho cụ hiện giờ luôn nha anh em. Gắn vô một cái là vô địch thiên hạ. Nói thẳng như vậy luôn để cho anh em biết. Rồi, thì để coi coi mấy cái đồ để mà chúng ta đổi đợt này coi nó có ngon không. À, nó vẫn cho chúng ta đổi cái lòng đèn nè anh em. Cái này thì chắc y chang như là những cái đợt chúng ta nạp vô thôi anh em. Chắc là phải hơn 2 triệu. 1 triệu mấy, gần 2 triệu đó anh em. Tầm đó ha, theo mình dự đoán như vậy. Chúng ta lấy viên hoa đồ nè. Thì mình nghĩ anh em nên để tài nguyên chơi sự kiện Tết Nguyên Đán. Hoặc là chúng ta chơi cái sự kiện tiệc Big Mom á anh em. Đó, thì anh em dễ trúng cái này hơn anh em. Còn cái này là dành cho những ông nào nạp tiền thôi. Mình nói thật sự như vậy anh em. Mấy cái đại tiệc táo quân dạo gần đây nó không có ngon cho lắm anh em phải nạp đủ, phải nhiều nhiều, phải gần 2 triệu á, may ra anh em mới ăn được cái theo mình đoán thôi nha anh em, chứ mình chưa có tính đó, thì anh em mới ăn được cái bảo vật xịn anh em. Đó, ví dụ bảo vật lồng đèn, đồ viên hoa, đồ bây giờ cho cụ viên hoa cũng ngon anh em, có tốc độ giảm sát thương với lại công đồ nè. Cụ thì xài tăng chí mạng ha. Đó, tốc độ giảm thương và tăng chí mạng khá là ngon cho cụ đấy. Hay chà, mắc quá anh em ơi. Cái mấy cái này nó khá là bình thường anh em. Đó, giá trị của nó giống y chang như là đợt trước thôi. Miễn chống nè. Để coi coi. Cái trăng rằm trung thu này á, nó là hơi hướng là đi thủ hơn anh em. Máu giảm thương 40% chặn, miễn chống và cũng như là 35% sát thương chí mạng. Hay chà, cái này thì gắn cho cụ thì thôi. Chúng ta gắn cái bảo vật lồng đèn nó ngon hơn anh em. Đổi mà nó lại mắc nữa chứ. 50.000 quyển trục, 60.000 quyển trục. Thôi 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 thôi.
Ok nha anh em, đó là những cái mà chúng ta là chú ý. Nói chung là sự kiện đợt này thì chắc là mình sẽ nhịn một chút anh em. Nhưng mà những cái mà mình chơi thì mình vẫn sẽ chơi. Đó là chiêu mộ đặc biệt, đồ các thứ nè. Đó, lấy thêm xúc sắc đồ ha. Phong bao lằn lá nữa nha, à, đợt này có thêm phong bao lằn lá nữa anh em. Chiêu mộ đặc biệt đợt này thì chúng ta sẽ có chắc chắn là 200 nhát được con Minato rồi. 800 cuộn sẽ được 4 cái copy Minato, chắc chắn là sẽ ăn full ha. Đại ninja có thêm xúc sắc nè, mấy cái cuộn nữa ha. Xu vòng quay anh em. Chà, quay đi quay lại gần ra tướng mới đó rồi mấy ông. Quên, mới ra tướng mới rồi mà. Đây mới là tầng thứ 2 thôi. Xu vòng quay siêu cấp 4 vòng. À, ông nào đang dư xu siêu cấp thì có thể xả để mà kiếm thêm mấy cái tài nguyên trong này anh em, khá là ngon đấy. Cửa hàng Rio, ê để từ từ, có cửa hàng Rio thì chúng ta soi lại thử coi là có tiêu Rio hay không nha. Đợt này không có tiêu Rio là cũng hơi mệt đấy rồi, không có luôn rồi. Không có luôn rồi. Cửa hàng Rio thì chúng ta sẽ mua những cái vật phẩm cần thiết ở trong này. À, mình sẽ mua cái này. Rồi, mua thêm su siêu cấp anh em. Nó bán chỉ có 10 thôi anh em, giới hạn 10 thôi nên em tranh thủ mua ha. Để coi coi. À, nó bán thêm cả phong bao lằn lá rồi nè anh em. Mua 5.000. 5.000 Rio được 4.000 phong bao anh em. 4.000 phong bao ha. Đá sơ cấp này thì không cần rồi. Bữa mình nhớ nó có bán thêm cái slot ninja mà đợt này chắc nó không bán rồi anh em, không bán rồi. Rồi tiếp theo nữa là cửa hàng chiêu mộ thường anh em. À, ở trong này chúng ta có thể đổi mấy cái cuộn chiêu mộ thường này thành quà nha anh em. Má ơi nó bán mắc quá vậy. Cuộn chiêu mộ bên này thì rất là hiếm luôn anh em mà nó bán mắc quá. 30 á thì được anh em, chứ 300 thì chắc hơi bị khó. Rồi cửa hàng phong bao đằng lá anh em, để coi coi. Nhất quỷ hình lại đổi mập nữa anh em. Anh em giờ chắc cũng dư thằng mập quá trời rồi ha. Trong này mình nghĩ là chắc đổi mấy cái không có gì để đổi luôn á ta. Chắc đổi food thôi anh em ơi, rình nhân chính sao thôi chứ sao giờ. Ôi ơi. Rồi cửa hàng những hồn anh em. Ủa đang có 100.000 những hồn luôn nè. Phong bao đằng lá đợt này cũng đâu có gì ngon đâu mà để mà chúng ta đổi ra ta. Chỉ có quỷ mập này thôi à, mà quỷ mập này nó bình thường lắm anh em. Anh em là chưa có bảo vật nộ thì có thể đổi nó cũng được ha. Cửa hàng những hồn đợt này để mình coi coi, nếu mà thích hợp thì chắc đổi rừng nhân kính sao thôi nè, chứ cũng không có cần phải đổi gì nhiều ha. Đấy, à, để mình coi coi đổi được bao nhiêu cái anh em. 10 cái là 8.000. Trời ơi cũng được anh em, 8.000 cũng được. Đó, đổi thêm mấy cái cuộn đặc biệt được các thứ nữa cũng được ha anh em. Rồi, để coi coi cáp mổ sơn nè, rồi đại chiến những giả, được thêm Minato nữa nè anh em. À, được một copy Minato nữa nè. Rồi, truy nã bao nhiêu là nhiệm vụ SS. Rồi, ok. Bây giờ mình sẽ vô mình chiêu mộ đi anh em ơi, chiêu mộ thẳng luôn nha. Thì cái phương châm của mình chiêu mộ đợt này á, mình sẽ không có xả một lần nữa anh em, rất là xui. Thì mỗi ngày thì mình sẽ xả làm sao cho mỗi ngày nó sẽ có một con ninja anh em, một con Minato là được. Đó, để mình coi. Ui. Anh em đợi mình một tí để mình dọn bớt mấy cái slot này nha anh em. Thì nói lại cho anh em một lần nữa đó là mình sẽ xả cuộn, nhưng mà cái cách xả của mình thì mình đã đang test thử cái cách này thì coi như thế nào anh em. Đó là mỗi ngày thì mình sẽ xả đến khi nào ra con Minato mình sẽ ngưng anh em. Bởi vì sao? Bởi vì cái những cái game này á thì nó sẽ hạn chế chúng ta ra tướng anh em. Thì mỗi ngày nó cho anh em là tỷ lệ lúc đầu á, cái con đầu tiên anh em được trong ngày á thì nó rất là cao. Đó, nhưng mà tới cái con thứ hai, thứ ba đó anh em thì bóp rất là ghê. Nên là mỗi ngày thì mình sẽ xả cái cuộn này làm sao cho ra được đúng một con là mình sẽ ngưng anh em. Đó, làm sao cho từ đây cho tới hết event á thì xả đúng 800 cuộn. Đó là ok ha anh em. Nói chung là chia ra để mà xả thôi chứ không phải xả chung một ngày anh em ha. Đó, nó đơn giản như vậy thôi. Ây cha, dọn cái đống này để chuẩn bị xả cuộn này anh em. Rồi tí hồi nữa chúng ta sẽ ra nạp đồ các thứ và cũng như là tham gia mấy cái event ở ngoài web nữa nha anh em. Còn một cái event này web nữa là đại chiến Obito. Còn có vài ngày nữa thôi là nó kết thúc rồi anh em. Theo mình nhớ như là ngày mấy ta, ngày 8 hay ngày 10 vậy đó. Nó kết thúc rồi. Đợt chiêu đại ninja nó ra food nhiều quá anh em, bây giờ chưa có quên mất tiêu là dọn cái rương này. Đó, nên là em đợi mình một tí nha. Sẵn chúng ta mấy cái tiệc Big Mom này nó cũng cho chúng ta là đi huyết tế mấy con tướng này anh em nhờ. Thủy quá trời luôn nè. Rồi ok, chắc cũng dư một vài trăm slot rồi đó anh em, còn bên hệ âm dương nữa thôi. Khá là ổn ha. Minato của mình thì bây giờ muốn lên E5 cũng phải tốn một mớ phút anh em ơi. Mình sợ trong tuần này là không lên E5 nổi. Có một vài cái thông tin update mới và tí hồi nữa sẽ chia sẻ cho anh em ha. Chơi game bị hớ không anh em ơi, chơi game bị hớ mà cái tội không có chịu đọc. Rồi ok,
vô chiêu thôi nha anh em. Ồ lộn lộn. Đây, chiêu một trước rồi nạp sau nha anh em. Chiêu một trước rồi nạp sau. Chứ bây giờ nạp trước á, nhiều khi lại kêu bóp tỷ lệ, kêu thằng này nạp tiền, bóp tỷ lệ nó anh em là thấy bà luôn. Đây, cho em con Minato đó đi ạ. Chắc chắn là chiêu 4 con ở trong copy rồi anh em. Chuộng na thiên nhân nhiều thực sự anh em. Hai con. What the hell. Có cần thiết phải ra một lần hai con na thiên nhân đó hay không anh em? Lúc đầu mới ra thì khó chiêu lắm. Ừ. Bây giờ ra con tướng mới rồi. Yes. Minato. Wow. Pha này chiêu xịn anh em nhờ. Anh em coi nè. Mới có một chắc mấy chục nhát à. 50 nhát ra được một con Minato anh em. Xịn sò thật. Đấy. Nhưng mà mình vẫn sẽ ngưng anh em. Để mình test thử coi cái cách quay của mình nó có ổn hay không. Thì anh em có thể áp dụng giống y chang như mình ha. 50 nhát đầu ngưng nha anh em. Đấy, ra được một con Minato nữa là ngưng. Là vừa. Ok. À, đợt này có thêm chi nã, quên review rồi anh em. Để coi coi. Chi nã đợt này chắc chắn là sẽ có một Minato rồi nè. À rồi, Danzo Kage, Raikage, giống như là con QLB. Y chang như là mấy đợt trước anh em, nhưng mà đợt này chúng ta có thêm mấy cái thẻ huyền bí với lại đá sơ cấp nè, với lại mấy cái xúc sắc nữa ha anh em. Ngọt á nha. Rồi, được Minato rồi anh em ơi. Để mình lấy quà cái đá ha. Rồi, ok, ổn rồi đó. Rồi, con Minato này để ngày mai mình chiêu thêm rồi mình sẽ build lên anh em. Bây giờ E1 với lại E3, E4 á, thì nó cũng y xì nhau rồi anh em. Phải lên E5 nó mới tăng được cái tỷ lệ gọi là chơi được độ liên tục anh em. Bữa mình có nói rồi ha, bây giờ sẽ nói lại cho anh em một lần nữa. Đó là khi mà chúng ta lên được E5 á, chúng ta chọn được cái trách ra thứ 5 nè anh em. Em thấy không? Dẫn thuật trách ra đồ nè. Đó, thì cái trách ra này nó phải là của con Minato. Đó là khi mà sử dụng kỹ năng có 30% cơ hội hồi lại 100 nộ anh em. Cái này dành cho Minato chứ gì nữa. À, ông nào lên E5 thì có thể build thử cái này ha. Nó tăng thêm 30% tỷ lệ là tăng nộ cũng như là chơi thêm đấy. Đây cha, được một con đây ở đây rồi. À, bây giờ để mình coi những cái gói mình cần nạp các anh em. Thì gói cần nạp của mình hiện giờ thì đang là đại chiến những giả ha. Đại chiến những giả nè. Nạp lấy thêm một copy của Minato nữa anh em. Cái này thì tuần nào mình cũng nạp một gói để mình farm á anh em. Ấy cha. Tuần này farm cũng hơi đuối rồi nha. Nhưng mà được cái là chúng ta có thêm gọi là mấy cái cuộn giống như là rương hình nhân đồ ha. Ở trong này thì nó ít. À, nó có thêm 300 cái cái này là cái chắc ra tự nhiên anh em. Rồi ok, để ra nạp thôi anh em ha. Rồi đầu tiên thì chúng ta sẽ nạp cái gói đại chiến những giả thường nha anh em. Đây. Đâu rồi? Đây, đại chiến những giả thường ha. 1800 gosu nha anh em. Rồi, nó cho thêm mình cái code nữa nè anh em, vô nhập code thôi. Đó là lý do tại sao mình đăng nhập sẵn cái trang nhập code đó anh em. Rồi để mình coi đại chiến Obito. Thì đại chiến Obito đợt này thì cũng sắp kết thúc rồi. Anh em ráng cố gắng đạt được những cái móc là chúng ta cần ha anh em. Để coi ngày mấy hết hả? Ngày 10 anh em. Còn 5 ngày nữa anh em ráng cố gắng nha. Rồi để mình thêm lượt nha anh em. Hồi nãy mới nạp được 5 lượt nữa. Đúng rồi, 5 lượt nữa anh em. 10 lượt hay 5 lượt? À 10 lượt anh em, 10 lượt ha. 13, số còn lại còn 13. Ok, làm phải ít mượn đi cho nó nhanh nè. À, được hai cái mặt nạ, không được một cái cốt nào luôn anh em. Vãi cả trưởng à. Bữa giờ mình thấy anh em là cốt ra rã luôn, mình quay hoài mà không được cái cốt. Mình quay để coi. Tổng cộng là có 69 lượt rồi anh em, 69 lượt rồi. 100 lượt á, thì chúng ta sẽ được thêm một cụ ma nè anh em. Một con Madara nữa ha, để mình coi từ đây cho hết event là có nạp nữa hay không anh em, để chúng ta biết. Hay chà. Số lượt, ủa? Số lượt sao có 12 vậy ta? Mình nhớ mình nạp cũng nhiều lắm mà, sao có số lượt có 12 vậy? Rồi, ok nha anh em, đã xong xuôi rồi, các thứ ngoài đây rồi đấy. Rồi, thì báo cho anh em biết những cái thông tin update về những cái con tướng đợt này á, là nó sẽ có ở đâu nha anh em. Ví dụ như là đợt update này thì Ninja Madara Susanoo vào mảnh tướng SS VIP. Tức là ngày hôm qua mình mở ở trong cái túi. Đây anh em. Mảnh SS VIP hệ âm dương á, đã gọi là VIP rồi thì nó phải ra trước đúng không anh em? Thì bây giờ nó mới update vô trong này. Hèn gì bữa giờ mình mở mấy ngàn mảnh rồi mà không ra một con nào luôn anh em. Bây giờ nó mới update vô, vãi cả trưởng ạ. Rồi ok, đó. Rồi cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa
đó là anh em thường để ý rồi, cái những cái con tướng mới á nó hay ra mắt đó anh em, thì hệ thường nha, thì nó cái tuần thứ hai thì nó sẽ có ở trong phần thông thạo, nhưng mà dạo gần đây theo mình nhớ như vậy ha, nhưng mà dạo gần đây những cái con tướng mới á thì ở trong cái phần thông thạo như là nó update chậm hơn anh em, update chậm hơn ha. Rồi đó là cái thứ nhất, để mình coi coi. À đây không có Minato luôn nha anh em. Rồi đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa anh em, đáng lẽ tuần thứ hai thì nó phải mở ở trong cái mảnh đội viên SS hệ phong anh em. Đó là những cái con tướng mới, ví dụ như con Minato thì nó sẽ mở trong này. Đó, và cũng như là mở thêm là bên mảnh đội viên SS ngẫu nhiên nữa anh em. Đó, nhưng mà đợt này nó lại chưa có luôn anh em, chưa có luôn. Rồi thì đây là cái tuần hình như là thứ tư hay là thứ năm gì của cụ ma rồi đó anh em. Thì vẫn chưa update cụ vô trong cái mảnh là đội viên SS âm dương tùy chọn ha, chưa update luôn đó, nên là nó bị chậm hơn 1 đến 2 tuần đó anh em, có nhận thấy điều đó không anh em? Nói chung là mình cũng không có nhớ kỹ, nhưng mà mình thấy là khá là chậm anh em, khá là chậm chạp luôn á đó. Đó nên là anh em có nhận thấy được cái điều đó thì anh em hãy comment bên dưới nha. Nói chung là bây giờ kiếm copy thì anh em phải đợi lâu hơn một chút anh em, kể cả mình luôn. Rồi ok. À, sẵn rồi thôi vô mở âm dương ngẫu nhiên luôn cho rồi, biết đâu rồi ra cụ ma anh em. Ngày hôm qua lỡ tay bấm một phát bay hết gần 3.000 cái mảnh SS ngẫu nhiên bên hệ âm dương anh em, được đúng một con Madara ghê thật sự. Không nhưng mà nó ra cũng hên rồi anh em. Còn bây giờ Madara update vô trong này rồi, mở không biết có ra hay không nữa, đang còn vài trăm con mở luôn cho rồi anh em. Ui chà, khó quá ta. Mình thấy update hay là không update thì nó cũng vậy à. Nó cũng có vô, nó cũng có ra đâu nè anh em. Rồi xong hết luôn. Đó, dễ ăn quá anh em, hết sạch luôn rồi nè. Ù là trời, khó khăn thế nhờ. Đó, bởi vậy anh em thấy rất là chua luôn ha. Rồi ok, cũng đã xả xong mấy cái tài nguyên rồi nha anh em. Và cũng như là tư vấn cho anh em chơi event đợt này rồi đấy. Thì còn chút thì em sẽ cùng qua bên luyện tập đi anh em. Để mình điểm danh được các thứ đã. Đó, khá là căng kèo. À, ngày hôm nay không biết sự cố gì mà game bảo trì rồi cho chúng ta một đống quà anh em. Phải nói là một đống quà chứ không phải là bảo danh cái đã. Đấy, bảo danh nó không báo anh em, đánh boss nó mới báo. Rồi để coi coi nạp nha anh em, có nạp đồ các thứ ha, giống như là nạp liên tiếp đồ nè. Lấy thêm. Đấy, được thêm 60 cuộn đặc biệt nữa. Ủa đâu ra vậy ta? À kinh nghiệm VIP hả ta? Để mình coi lại coi anh em. Mấy cái này hồi nãy là mình mới mở Obito đại chiến nè. À, gọi a à, này là nhập cốt. Ôi cho cốt xịn thế nhờ. Ha, 60 cuộn đặc biệt luôn em. 500 cái thẻ huyền bí nè. Đó, xịn so thêm 1000 cái kinh nghiệm VIP. Ơi chưa nha, còn đây. Kinh nghiệm VIP nó cho thêm quà với lại quà nạp liên nha anh em. À, ok vô nạp vô nó phải khác nè, nạp vô nó phải khác liền. Để mình coi cái dàn tướng của mình coi là nó có á. Để mình coi Madara đủ lên e cho ta. Ơi chà, hai con nữa hả? Hai con nữa mà bây giờ hết copy rồi anh em ơi. Cụ ma bây giờ hai con nữa mới lên được tiên thực 2. Chà, khó khăn thế ta. Đó, thôi để từ từ anh em, hai copy nữa lên được tiên thực 2 cũng ok rồi. Còn không chúng ta xả xuất sắc rồi anh em, kiếm thêm hai copy của cụ ma nữa. Mà mình muốn để tài nguyên lại để chơi event Tết hoặc là qua tuần sau event ngon hơn anh em. Đang canh tiền Big Mom. Khí họa. Đang có 700 mà nhớ. Ủa, không lên nổi luôn ta. Không lên nổi luôn anh em. Khó thế. Rồi ok, còn chút thì em sẽ cùng đi thử thách nha anh em. Để anh em xem sức mạnh của cụ Madara. Còn đệ tử thì chúng ta nuôi từ từ anh em, gạt qua một bên đi. À để coi, ủa đứa nào chết sớm vậy ta. Ok. Đệ tử thì mỗi ngày sẽ kiếm một con copy anh em, cộng thêm đó là 4 con copy. Ủa, cụ ma của mình đang gắn cái không phải bảo vật nộ nha anh em. Cụ ma mình đang gắn cái bảo vật lông đen. Để mình coi. À, nếu mà nhân phẩm mình cao anh em, trong vòng 800 cuộn đó thì mình có thể lên được 5-6 cái copy. 5-6 cái copy của Madara cộng thêm, tính cho 5 đi ha anh em. Thì cộng thêm 4 copy, móc quay nữa là 9 copy anh em, 9 copy.
chưa nạp thêm một gói đại chiến những giả nữa thì sẽ là 10 copy, thì dư sang lên E5 anh em. Đó, tuần này thì nếu mà nhân phẩm mình cao á thì có thể lên được E5 đấy anh em. À, ổn nha, ổn nha. Thôi, chọn tướng chắc cú anh em ơi, mấy quỷ đó nguy hiểm lắm. Đó, anh em nhớ theo dõi hành trình up đệ tứ của mình nha anh em. Bây giờ đệ tứ chắc mình sẽ thay thế vị trí của sạc anh em ơi. Thầy chà, nó hơi đau lòng một tí nhưng mà phải như vậy thôi, sao giờ anh em. Bây giờ tướng tem nó dư đam quá rồi, giống như là mình cần lên E5 để mình đang thử một cái meta mới, đó là meta đánh ké. À, anh em đã thấy cái meta đánh ké của mình rồi ha. Chà, cụ ma gắn cái bảo vật lòng đèn vô vẫn dính CC như thường, ta bực mình ta. Ê, nguy hiểm nha, chết người như chơi nha. Bơm máu cho em đi công chúa Oxen ơi. Đúng rồi, dính độc của con quỷ xui xui đó anh em, khó chịu ghê á. Madara vẫn chưa chơi nộ được nè. Ui, đam tay cũng đau chứ bộ anh em, đam tay cũng đau chứ bộ, giỡn đâu. Nhưng mà Madara phải lên tiên thuật mạnh mạnh một tí anh em. Bây giờ thiếu 2 copy nữa ta. Hay cha, để ra coi mấy cái gói nạp ngày hôm nay coi 50% tướng khắc hệ thì chúng ta tí vô đánh tiếp nha anh em. Bên coi mấy cái gói nạp anh em, ưu đãi nè. Mấy gói nạp thì nó sẽ xoay quanh những cái quyển trục thôi anh em, chắc chắn điều đó luôn rồi. Còn mấy cái gói ví dụ như là gói 200k được thêm một con được một cụ ma nữa đó anh em, thì nó ngưng bán rồi anh em, nó ngưng bán rồi. Nhưng mà vài ngày nữa mình nghĩ nó sẽ mở lại anh em. À, ấy cà, gói này cũng được hết chứ. Không, nhưng mà cuộn đặc biệt chúng ta bị lỗ ha anh em. Siêu cuộn chi viện. Đây, mấy gói này chúng ta phải chia ra để mà nạp mấy cái quyển trục này nha anh em, nếu mà anh em muốn ăn cái bảo vật hot quyển trục làng lá nè. À, sự kiện đợt này nói chung là hơi chuông tí. Gói đại tiệc táo quân làng may nè anh em, gói này gói làng may nè. Gói chi mộ Minato. Rồi đó anh em, nở vòng vòng là những cái gói nạp thôi. Nói chung là anh em phải chia nhỏ ra anh em nạp anh em, nó không có cái gói nào khủng như hay là ngon đâu. Nói chung là hơi khó khăn tí. Ôi cha, Madara E5 luôn. Né, sợ quá anh em. Chắc tí hồi nữa gắn cụ ma của mình cho cụ lên thổi nhẹ phát coi, cụ không chết anh em. Chắc gắn bảo vật nổ anh em ơi, bảo vật này của cụ ma đánh chán quá. Lâu lắm rồi mới thấy con na tiên nhân chọi anh em nhờ. Một thời meta khủng khiếp luôn anh em, một thời meta. Mà bây giờ em ấy đã là chuẩn bị đi làm food luôn rồi anh em, chuẩn bị đi làm food cho người ta luôn rồi. Đúng là đời cha ăn mặn, đúng rồi, đời cha ăn mặn, đời con khát nước mà anh em. Coi. Này, đổi cái bảo vật đi ha anh em. Lồng đèn này không có nộ, gắn bảo vật nộ chơi nó phê hơn, ấy chà. Rồi, khi đổ bảo vật chúng ta phải đẩy hết qua tóc nha anh em, đẩy hết qua tóc nha, cái điều đó đều phải điều chắc chắn rồi. Bởi vì cái bảo vật nộ thì nó không có tóc. Anh em muốn bảo vật nộ vừa có tóc và cũng như là giảm sát thương, chúng ta chơi cái viên hoa ha anh em. Viên hoa thì cũng khá là xịn, nhưng mà cái Fukasaku, á lộn, cái đại kình đao thì nó lại xịn hơn anh em. Đại kình đao nhìn xịn thực sự. Oh yeah, ôi má ơi, rồi. Tại sao mình lại gặp Madara E5 luôn á nhờ. Thôi xong rồi, Madara mình nó bị dính rồi là đóng băng rồi. Không thể như thế được anh em ơi. Nổ đi cụ ơi, gánh lại tim em cụ ơi. Rồi xong luôn. Lại bị đóng băng anh em. Rồi xong, Madara bên kia nổ luôn rồi. Ôi may quá, không chết cụ ma nha. Nhưng mà cụ ma đang bị dính rồi là cái quả đóng băng. Rất là căng luôn nha anh em, kèo này rất là căng luôn nha. Tại sao nhìn qua tưởng cái team kia bình thường anh em, ai dè đâu, Madara E5 luôn ạ. À, u là trời, Itachi mình cũng đi bụi luôn. Oh no, gãy luôn rồi. Anh em thấy chưa anh em, biết vậy là chơi cái bảo vật lồng đèn anh em, là trận này mình có tỷ lệ win rồi. Anh em thấy chưa,
cái bảo vật nọ là cái bảo vật cái con dao hai lưỡi, anh em thấy không? Đó, cụ ma của mình á, được chơi game á thì chúng ta win, nhưng mà không được chơi game á thì lại lại dễ, rất là dễ thua luôn nha anh em. Nếu giống như con dao hai lưỡi là đánh 50-50 vậy đó anh em. Đó, hên xui ha. Đó. Rất là căng kèo luôn nha anh em. Cay cha. Nâng một ít máu cho cụ ma đi anh em, dễ chết quá. Bây giờ cái sách âm dương này mình cũng hơi hơi ít anh em ơi. Bởi vì sao anh em? Nuôi một lần tới 3 con âm dương lần mà anh em. Trước đó là nuôi thêm là gai đồ các thứ nè. Rồi nói chung là tướng âm dương nào cũng nuôi, nói chung tướng nào mình cũng nuôi hết anh em. Nhưng mà con nào cùi thì mình nói cùi ha. Để coi coi. Chắc là phải tách bớt ra bớt anh em ơi. Đang còn con gai nè. Trời ơi, gai này cao quá, nhưng mà để đánh boss anh em. Tách một cái là không có tướng đánh boss luôn á anh em. Hồi nãy mà chơi cái bảo vật lồng đèn thì may ra là không chết rồi, bởi vì hồi nãy mình ăn CC nhiều quá. Anh em thấy không? Nên là cụ không có chơi game được luôn em, cụ không chơi game được luôn. Đó, nên là nó bị gãy sớm ha anh em, gãy sớm. Đó, nên lùi luyện tập. Đánh mới có vài tầng thôi nè, cho anh em xem. Đánh mới có vài tầng thôi nè. Đó, thì gãy luôn rồi. Cho gặp ngay con Mana E5 luôn em, quái vật thật chứ. Ok, đó, còn một vài trận cuối thì chúng ta để cùng giao lưu với lại các bạn trong này đi ha. À, bên này cũng có cụ E5 nè anh em, để thử coi Madara bên này là nó chơi theo hướng gì anh em. À, hướng gắn bảo vật ha anh em, hướng gắn bảo vật nộ. À, cũng khá ok, chết tôi rồi. Raikage dính trưởng rồi. Ông cá này khá là mạnh nha anh em. Mạnh vãi trưởng luôn chứ khá gì. À, nhưng mà cụ ma của mình tóc cao hơn bên kia anh em. Nhưng mà anh em thấy chưa, con Madara bên kia nó không phải là một trong số những cái con tướng nào là nộ công cao nhất nha anh em. Nó chỉ là cái con tướng là công cao thứ tư thôi. Bởi vì chúng ta đánh vào ba con công cao nhất team địch. Nhưng mà con Madara này nó đã được hạ hết công rồi anh em, hạ hết công luôn. Ủa, hồi nãy mình nộ không chết đứa nào luôn anh em. Má ơi, trâu rồi anh em thấy chưa. Kèo này rất là căng nha. Rồi bây giờ Madara mình nộ cái là mình đi bụi nè. Ê, cụ ma mình còn sống nha mấy ông. Cụ ma tôi còn sống nha. Oh yeah. Không sao, Madara trả nộ lại. Yes. Pha này thua nha anh em. Pha này chắc chắn thua luôn. Bởi vì ở bên kia còn à không, mình còn cụ ma mà anh em. Mình còn cụ ma mà. Tsunade mình gãy rồi ta. Căng thế nhờ. Hút máu lại cụ ma ơi, sạc hút máu lại luôn bạn ơi. Giờ chỉ có mỗi sạc là giết được con Raikage thôi nha anh em. Đúng rồi, hút máu lại pha này rất là đẹp luôn. Ôi, chết xì xui rồi, khỏe quá. Bởi vì bên trên người mình vẫn còn dính độc của ông quỷ hoa hậu đó anh em. À, dạo này mình BK lên tay rồi anh em ơi. Win ông cá một tên đầu rồi, quá khỏe. Này thì nè, ôi. Ồ, anh em thấy không, thằng quỷ sạc nó bị rút độc. Wow, một pha quơ tay đến từ vị trí của Sasuke Susanoo, quạt một cái Raikage đi bụi. Ai cha, sạc vẫn còn rất là mạnh luôn anh em, nhưng mà cái khả năng one hit của nó vẫn còn. Nhưng mà cái khiên á anh em, cái khiên của Raikage á, nó counter cứng cũng sạc quá. Nên là hơi khó chơi game một tí ha anh em. Nói chung là em nó vẫn còn ok. Đó, anh em thấy căng thẳng chưa anh em, BK phải rất là căng thẳng như vậy ha, nó mới ngon được. Mấy ông này thì đánh hoài rồi anh em. Mấy ông này thì đánh hoài rồi ha. Đệ tử nè, một chú bé bùa nè, lên E5 chưa có cụ E5 luôn. Mấy ông này chưa có cụ E5 luôn anh em. Đó, hồi nãy anh em thấy không, ông cá á, là ổng có con Madara E5 đúng không? Nhưng mà Madara của ổng tóc lại thấp hơn mình. Mày đừng có coi mấy cái chỉ số này nha, mấy chỉ số này là chỉ số cùi bắp nha anh em. Chỉ số này không có chính xác đâu. À, mà mình vẫn là nếu mà nổ được ngay pha đầu. Nhưng mà con Madara ở bên kia á, nó không phải là công cao nhất nha anh em. Nó không phải là trong một trong ba đứa công cao nhất, mà nó là một trong gọi là đứa thứ tư là công cao nhất anh em. Đây để coi coi, bốn kẻ địch có công cao nhất hả ta? Ông cá để mình coi lại nha anh em. Ở bên kia nếu mà bốn kẻ địch thì chắc chắn dính con Madara chứ ta. Tại sao lại không dính ta anh em nhớ không? Hay cha, con Madara này nó né nổ rất là tốt anh em. Madara ông cá né nổ rất là tốt anh em nè. Để ý nha, để thử coi nha, con Madara mình nó nổ coi trúng con Madara bên kia không, hay là nó trúng đứa nào. Nó sẽ trúng vào con Itachi. Để coi coi. Đây anh em nha,
Itachi nè, trúng vào hoa hậu, trúng vào Shisui cũng như là Rakage chắc luôn nè, bốn con này. À, con Madara bên kia bị dính câm lặng. Ngon. Nè anh em coi lại nha, Madara mình nó nổ ra. Thử coi trúng ai nha anh em. Không, chắc chắn là không trúng cụ ma bên kia. Nó trúng Rakage. Con Rakage này nó đẩy mát công để mà nó gánh sát thương thay cho con Madara bên kia. Build rất là điếm. Build rất là điếm thúi anh em. Anh em thấy chưa? Đó, nhìn vậy chứ không phải là anh em muốn win là win đâu anh em. Rất là căng luôn đấy. Anh em không có nghĩ được đâu. Mà tại sao cái con Rakage cái công nó lại cao hơn cụ Madara bên kia anh em. Build rất là khó để mà đạt được cái điều đó ha anh em. Cái đầu ông này phải là rất là nhiều sạn luôn ha anh em. Chết rồi. Đổ pha đầy, đi bụi hết rồi anh em. Thua rồi anh em thấy chưa? Đó, đừng giỡn với ông cá nha. Ông này đầu sạn không đó. Rồi để coi. Mình build thử coi được như vậy không ta. Công của con Rakage của mình á thì hiện giờ thì đang là build max công luôn rồi. 772 anh em. Mang luôn bảo vật công luôn á. 772 đúng không? Rồi con này, ủa thấp hơn nè anh em. À rồi mình biết rồi. Mình thiếu một con gánh đam anh em. Ví dụ như là con của mình như thế này đi ha. Thì mình sẽ có những cái con gánh đam. Ví dụ như là ở bên kia thì có Shisui, Rakage, Hoa Hậu với lại con Itachi đúng không. Thì ở bên mình thì nó cũng sẽ có Rakage, Hoa Hậu cũng giống nhau mà ta. Để mình coi đứa nào bốn con mà công cao nhất coi. Rakage, Itachi chắc chắn là công cao nhất rồi, 900 nè. Sạc 900 nè. Rakage là thứ 3 nè. Hoa Hậu nha. Wow, thì ra là Hoa Hậu đam yếu quá. Mình đẩy hết cho Hoa Hậu rồi mà ta. Để coi 862. Ủa, cũng vậy mà ta. Từ nha anh em. 800. Madara này là người thứ 1, 2, 3, 4. Ủa đúng rồi mà ta. Đúng rồi mà anh em. Tại sao lại đánh trúng Madara mình nhờ. Để anh em coi lại nha. À không anh em. Nếu mà bên kia có Madara nó nổ trước á thì không có trúng Madara bên mình nha anh em. Không trúng Madara bên mình. Vậy là đúng rồi. Mình cũng giống y chang như tim bông cá thôi anh em. Y chang thôi, không khác gì cả ha. Quá, trận này thua nữa rồi. Bên kia đánh cháy quá anh em ơi. Rồi anh em, nổ đâu có trúng Madara bên kia đâu anh em. Đó, nó hút hết mấy cái con kia, nó hút hết công rồi. Đó anh em thấy không, cũng đâu có trúng cụ đâu. Wow, Rakage bị sốc đam độc chết rồi anh em. Phải trưởng chiến này đã build Hoa Hậu lên mà mạnh một tí nha anh em. Má ơi, ăn được trận đầu, hai trận sau gãy luôn. Chiến này anh em phải build con Hoa Hậu lên mạnh một tí nha. Nó đánh rất là ghê đó anh em. Mình coi thiên thuật coi. Đang thiếu 5 copy lận. À nhưng mà Hoa Hậu thì chúng ta vào trong cuộn tùy chọn là chọn được mà anh em. Đây, tụi viên tùy chọn này mình đang có tới 60 cái nè. Chọn 5 con nữa là đủ rồi. Trời ơi, đơn giản. Rồi ok anh em, vòng thì cái event thì nó chỉ có vậy thôi. Thì để ngày mai mình sẽ xả tiếp cái cuộn đặc biệt để mình test thử coi cái cách của mình nó có tăng thêm cái tỷ lệ ra thêm cái những cái con tướng mới, copy của những con tướng mới hay không nha. Anh em thử áp dụng giống y chang như mình nha. Thử coi như thế nào. Đó, ngày mai sẽ có kết quả cho anh em biết liền. Rồi các anh em thì đó là video ngày hôm nay ha. Em thấy hay hãy cho một like, share giỏi kênh cho anh em có rất nhiều nha.